BTC đã tới lúc vô địch. Chấm hỏi. VCS mùa xuân 2023 hứa hẹn sẽ là một mùa giải bùng nổ, thậm chí có thể là bùng nổ nhất của chú từ SBTC Esports. Các SE Con không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng quả thật khi chứng kiến đội hình mới mà SE đang xây dựng để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, Hiệp hội fan SE chắc chắn không thể không đặt kỳ vọng cao. Ủa, theo... ơi, tính ra cái mùa này cũng xem như là mùa trước luôn á. Tính ra cái mùa 2023 này cũng xem là nguyên đội hình luôn, chỉ thay thế thằng Slider với lại Select BT thôi. Mà tôi đánh giá là hai thằng xem nhau luôn nha, cũng xem luôn. Theo nhiều người hâm mộ SE nửa mùa 20 năm đánh giá, giáp xiếc gà ở VCS mùa xuân 2023 có khả năng sẽ là Dream Team hoàn hảo nhất của tổ chức từ khi thành lập đến nay. Và dĩ nhiên mục tiêu chỉ có thể là lật đổ kỳ phùng địch thủ GAM, vô địch VCS và tiến đến Mid-Season Invitational. Nhưng liệu niềm hy vọng này của những SE Con có hợp lý hay sẽ lại là một mùa giải no hope nữa dành cho siêu đội hình sedan thứ N? Hãy cùng MGN Esports phân tích trong video ngày hôm nay. Đừng quên, nếu như mà hoàn hảo nhất, là phải có sọp á, phải có sọp em á mới hoàn hảo á. Nút subscribe cho tôi đấy. Phải có sọp. Mới là đội hình hoàn hảo và Dream Team. Sự hình thành của SBTC Esports phiên bản VCS mùa xuân 2023 lại không đến từ chính họ mà lại đến từ thành viên của một đội tuyển khác, đó là Ngài Ren, huấn luyện viên trưởng của Sài Gòn Buffalo. Trong mùa giải 2023, SGP dưới bàn tay lãnh đạo bị ao beta dữ lắm rồi. Xuất sắc và có đọc beta đéo đâu mà huấn luyện viên chứ. Hai lần đạt hạng nhì khá đáng tiếc vì luôn không thể bất yếu với bố GAM trong trận chung kết. SGB cũng có vé tham dự hai mùa giải quốc tế 2022, lần lượt là MSI và chung kết thế giới. Bởi vì Sài Gòn Buffalo là một đội tuyển có nền tảng tốt, vừa giàu sức trẻ lại có thừa kỹ năng và bản lĩnh, nên những thành tích đáng khen ngợi này của Ngài Châu thực chất không hề khó lường. Điều đáng nói là thuyền trưởng của họ Ngài Ren lại rất hay đưa ra những lời hứa trong suốt một năm thi đấu vừa qua. Tại MSI trên đất Hàn, Ngài hứa đưa SGB vượt qua vòng khởi động, nếu không sẽ từ chức. Cuối cùng thì SGB đã thực sự giành hai chiến thắng quan trọng trước Weibo Focus Me và lọt vào vòng 6 đội. Ngài có được, có cái đó thì ghế. Ok. Sau đó ở VCS mùa hè 2022, khi SGB khởi đầu mùa giải vô cùng bết bát và ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng, Ngài Red lại tiếp tục hứa sẽ từ chức nếu không đưa đội đến chung kết thế giới. Và Ngài Ren một lần nữa giữ lời khi SGB giành ngôi Á quân chung cuộc để có vé chơi vòng khởi động chung kết thế giới tại Mexico. Lần thứ 3 trong năm, Ngài Ren lại hứa, và đó là lần mà không ai muốn Ngài Ren hứa cả. Nếu như không thể đưa SGB đại diện cho khu vực VCS lần đầu tiên. Như kiểu đó mọi người, như kiểu nó muốn đi đó mọi người. Cái lúc đầu nó hứa để cho nó có cái cớ để nó đi. Xong ra tới đây nó cũng hứa, nó cũng phải buộc, nó phải hứa. Bây giờ tôi nói thiệt nha, nó mà qua được cái vòng play-in nha, mà nó vô được tới cái vòng play-off, cái nó lại hứa tiếp sẽ dẫn phong vũ Buffalo đi top 8. Tôi tin chắc là nó sẽ hứa nữa. Tiến vào vòng bảng chung kết thế giới, Ngài sẽ từ chức vị trí huấn luyện viên trưởng của đội. Nhưng lần này đã không có phép màu nào cả, chỉ có sự thật là SGB vẫn chưa đủ lực để vượt qua vòng khởi động chung kết thế giới. Ngài Ren cũng ngay lập tức úp mở về ngày chia tay giữa Ngài và màu áo đỏ đen. Không lâu sau đó, Ngài Ren đã không thất hứa và chính thức không còn ai là huấn luyện viên của Sài Gòn Buffalo nữa. Và điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp huy hoàng của Ngài Ren chính là nơi mà nhiều người đã tiên đoán được từ trước cả khi Ngài tự đá ghế ở SGB. Không đâu đó, Ngài có hứa nha. SBTC Ngài có nhạc trưởng nha. Từ lúc thầy Oleo Ferguson tuyên bố giải nghệ. Ngài Ren có hứa cô vô địch Ngài ao xe chưa anh ba mặt người. Oleo Ferguson. Oleo Ferguson nghe nó hồi lâu. Oli Sosa thì được. Oli Sosa thì nghe còn ok nha. Oli Ferguson đúng chất con lòng luôn mọi người ạ. Khi VCS mùa hè kết thúc, tổ đua sedan đã chống chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Và có ai phù hợp với vị trí này hơn Ngài Ren nữa, khi mà Ngài cũng đã ra đi tìm kiếm cảm giác mới rất đúng lúc. Lần đầu tiên trong đời, Ngài sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở một đội tuyển không phải Buffalo. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên Ngài Ren dẫn dắt những tuyển thủ không phải do chính tay Ngài tạo ra. Và họ, những nhân tố quan trọng tạo thành Dream Team SBTC Esports trong năm 2023 sẽ bao gồm ai? Đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đã thành danh tại VCS, thậm chí có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường này từ rất lâu. Chân thân người ta, thân dữ người ta VCS, thậm chí có kinh nghiệm thi đấu ở đấu. Hai thầy trò thân dữ vậy. Khoét tay nhau được. Thân dữ à, thân.
trường này từ rất lâu. Chiến thủ vị trí đường trên chắc chắn vẫn sẽ là sát thần Emperor, ngôi sao đã được chọn để trở thành tương lai của đội đua xe đạp. Tuy đôi khi vẫn còn rất bất ổn và sở hữu nội ngôi sao đã được... Trời ơi, kêu sát thằng Emperor xong để cái tài liệu. Giờ chả lẽ cắm MPK mấy cái pha đấy. Đó, kêu kiến thần rồi xong để kiểu đó chết nhỏ. Được chọn để trở thành tương lai của đội đua xe đạp. Tuy đôi khi vẫn còn rất bất ổn và sở hữu nội tại hùng biện khá gắt. Tuy vậy, chuỗi chạy KPI xuất sắc của Emperor đã giúp sát thần tiếp tục được ban lãnh đạo SE tin dùng, ít nhất là hết VCS mùa xuân 2023. Đánh cặp cùng với Emperor trong khu rừng sẽ lại là DNK và Sport. DNK tiếp tục khoác áo SE là điều chắc chắn, bởi vì lối đi đặc trưng của em Khải không thể phù hợp hơn với bản sắc sedan, đó là bất ổn VCL. Nếu cần, DNK sẵn sàng bật chế độ săn mồi và hủy diệt đối thủ bằng lối chạy ăn thịt. Nếu muốn đổi gió, DNK cũng có thể đổi nghề thành em Khải Vũ Công để giúp cuộc đua của SE trên bảng xếp hạng thêm phần sôi động. Nhưng đặc biệt, DNK còn sở hữu chỉ số ẩn khó ngồi dự bị, sẽ cho anh khát khao chế bảng được đánh chính để cống hiến cho SE mỗi khi kích hoạt. Cùng với DNK là ngọn lửa chỉ số ẩn khó ngồi dự bị, có chịu đến sợ. Lửa nhiệt huyết từ Sport, người đánh rất hay ở mùa xuân 2022, nhưng lại dự bị vì chỉ số ẩn của em Khải được bật. Không hiểu vì sao Sport lại tiếp tục ở lại SE, mặc dù suất thi đấu chính thức không được đảm bảo. Trong khi trình của Sport thừa sức làm trụ cột ở bất kỳ đội tuyển nào khác, miễn đội đó không có lịch. Bót kêu có một sợp thì em nghĩ. Nhưng mà thật ao rồi, khách game vô em tiếp tục em ở lại. Quá dày. Ở đường giữa tiếp tục là địa 1, người nhận lương SE 2 năm nhưng chỉ đi làm 1 năm vì bị đình chỉ công việc hết 1 năm do lỗi của người khác. Sau khi trở lại từ án phạt, địa 1 đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh đỉnh cao trước kia và vẫn đang rất nghiêm túc đi tìm lại phong độ. Đó là lý do vì sao đội đua xe đàn vẫn tiếp tục kỳ vọng vào địa, nhân tố duy nhất còn sót lại từ thế hệ cô hồn đầu tiên của SBTC Esports. AD bồng con celeb nghỉ hưu, đó là Slider. Nói vậy có cái lại riêng là cô hồn mà. Nói như dây gót cái đại duy duyên là cô hồn cắt đảng vậy đó. Nói kỳ vậy. Nói vậy chết rồi. Nói vậy không đúng nha. Siêu xạ thủ có hoàn cảnh cơ cực nhất VCS vì phải đi ăn ké đội SE và tắm nhờ Gaming House của SE rồi sau đó mới chính thức gia nhập. Đây cũng là nhân tố mà ông chủ của SE là Thầy Ba đã thèm khát từ lâu. Kể từ khi rời team Flash với hai chiếc vô địch VCS liên tiếp, Slider... Đính chính lại một lần nha. Thèm Atomic nha. Chứ đường đơn không thèm lắm nha. Thèm Atomic à. Nó gõ gàng trên chim bao nhiêu lần rồi. Nó gõ gàng trên chim luôn. Bây giờ thằng đơn nó phải chứng minh. Mùa sau nó gặp ngắm tâm ít nó phải đập vô mặt nó. Hoặc là đập sọt, gặp sọt cơm nó phải đập vô mặt sọt cơm. Như vậy mới bắt đầu chuyển cái cơn thèm. Chuyển cái cơn ghiền qua bên Slider được. Chứ hiện tại bây giờ là vẫn còn đam, còn mê sọt cơm với lại mê thằng tâm ít đấy. Thương hiệu nào nữa, đồng thời màn thể hiện của anh cũng nhạt nhòa hơn xưa, khiến nhiều người nghĩ rằng đờ đã hết thời. Nhưng phải nhìn nhận rằng các đồng đội đừng chơi cùng Slider thời hậu team Flash chung quá tệ so với đẳng cấp của không anh, các đội đánh không phù hợp. Giờ đây đứng trong một đội hình khá chất lượng của SE, đó là cơ hội không thể tốt hơn cho Slider tìm lại phong độ đỉnh cao. Và một lần nữa khẳng định chính mình. Cuối cùng, người đánh cặp cùng Slider sẽ là Palette, đồng đội cũ của anh tại team Flash vô địch ngày trước. Sau khi sẽ nghỉ hưu, Palette đang là người lớn tuổi nhất đội và sẽ giữ vai trò dìu dắt những người đàn em trong mùa giải VCS sắp tới. Thật ra với thủ tác ngày càng cao và sự thụt lùi kỹ năng thế rõ của Palette, chung hàng hiệu giờ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng sau hồ hào cổ vũ cho các em đánh cả. Theo những nguồn tin khá là chuẩn, cụ thể là từ hình đi ăn nhà hàng của bộ sậu SE và từ phòng trên chung, thì giáp sức gà còn một hỗ trợ thứ hai chưa công bố là Taki, một thành viên của SGB, tương trường của ngài Ren. Nếu Taki thực sự là người của SE vào mùa xuân 2023, thì gà hồng sẽ mạnh lên thấy rõ. Trong 2 năm gần đây, Taki cũng được đánh giá là hỗ trợ thứ đầu VCS, cùng với sư thầy BE, với kỹ năng tuyệt hảo hàng đầu VCS và nhãn quan chiến thuật đang không ngừng tiến bộ, chắc chắn thừa sức thay thế người đàn anh Palette. Nhưng dường như tin chuyển nhượng này được đưa từ tổng đài chị Thỏ nên chưa chuẩn lắm. Mới đây, trên OL Wiki đã công bố thông tin toàn bộ đội hình SGB cũ sẽ tiếp tục gắn bó cùng nhau trong màu áo tổ chức mới mà tên dài quá tôi lười đọc. Với nên có vẻ sẽ không có một thương vụ SE Taki nào cả. Tháng 11 thì như thế, nhưng bây giờ khác rồi. Như vậy nhiều khả năng đội đua sẽ... Mò đâu, mò từ cái mỏ của tụi bay ra không chứ mò ở đâu. Mùa nào cũng vậy, mùa nào cũng... Biết rồi nghe.
Ý, ắt đi chập. Ý, chập em, chập S. Ý, Taki nè. Ý, chập gum nè. Ý, 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 ý. Ý, cái mỏ tụi mày bây giờ, chứ tụi mày ý. Sẽ chốt sổ đội hình tham dự phi CS mùa xuân 2023. Mùa nào cũng đòi là Dream Team. DNK, HLV, Slider, Palette và huấn luyện viên trưởng Ngài Ren. Giống như những gì chúng ta đã biết trong nhiều ngày qua, trên lý thuyết có thể đánh giá đây là phiên bản Dream Team gần như hoàn hảo nhất của SC kể từ khi thành lập đến nay. Nhận định này là không phải không có cơ sở, bởi vì nhìn lại những lần sedan gieo hy vọng cho sedan con trong quá khứ bằng các super team vô cùng hào nhoáng, họ sau cùng đều thất bại vì một lý do nào đó. Thế là mùa giải đấu này tôi thấy nhất đây nha, mỗi lần mà tôi coi clip này thầy tôi bắt cười. Đúng cái clip này chỉ đúng cái clip này thôi mà coi nếu bao giờ mà hết buồn cười nữa nè. Team vô cùng hào nhoáng, họ sau cùng đều thất bại vì một lý do nào đó. Nhớ lại mùa giải đầu tiên của SE tại VCS mùa xuân 2021, giáp sắt gà hồng sở hữu một dream team cực kỳ khủng gồm những siêu sao từng nhiều lần vô địch Việt Nam. Xét trên giấy tờ, đây chắc chắn là một trong các siêu đội hình mạnh nhất từng xuất hiện ở VCS. Thế nhưng SBTC Esports mùa giải đó chỉ có thể đứng hạng năm chung cuộc, còn không vào nổi đến playoff chứ đừng nói đến cạnh tranh chức vô địch. Một tập thể sinh ra để vô địch nhưng cuối cùng lại thất bại thê thảm. Chỉ có thể là vì những yếu tố không thể hòa hợp với nhau. Từ đó sinh ra quá nhiều vấn đề nội bộ không thể giải quyết, biến SE thành một tập thể thiếu gắn kết và mùa giải phi CS mùa xuân 2021 thảm họa là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Lần thứ hai SBTC Esports sở hữu một đội hình toàn sao chính là VCS mùa hè 2022 cách đây chưa lâu, khi sedan đón địa trở lại sau một năm ở không ăn lương. SE đã có khởi đầu không rất tốt, liên tục giành chiến thắng không trước các đối thủ mạnh với phong độ cao từ 3 mũi nhọn. Nó không ăn lương sao thế lên chửi. Giải, sedan lại càng thiếu xăng và nhớt. Có làm đâu mà có lương. Xem như thành công cho SE vì đó là lần đầu tiên họ thành công. Có làm thì mới có ăn, nghe câu của anh uống chưa? Có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi ăn thì ăn cái gì? Thì ăn cái gì? Đây mở cái clip lên nè cho thằng nghe. Quỷ kiếp nó mới gửi chiều luôn. Trời đất thánh thần ơi, nghỉ năm trời rồi có lương má. Làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì vinh quang. Những cái loại ăn gạo ăn lúa anh ăn đầu quậy nha, tập kết. Top những người bị ba giỏi béo chửi chấm top 1 viewer top 2 BTS top 3 giỏi chửi chấm top 4 Ronaldo chấm top 5 cái câu của anh muốn chưa bao giờ là sai nha. Giành vé đánh vòng playoff. Nhưng nhìn nhận khắt khe hơn, lẽ ra dạp xiếc gà còn có thể đứng hạng cao hơn nữa nếu họ duy trì được phong độ đỉnh cao như thời điểm đầu giải. Vấn đề của SC ở giải đấu VCS gần nhất là sự thiếu ổn định, mà sự thiếu ổn định này chủ yếu đến từ lối chơi hoang dã, phong cách đặc trưng thường thấy ở tập thể SBTC. Dạp xiếc gà rất ít khi di chuyển một chiến thuật cụ thể nào, mà thi đấu dựa nhiều vào khoảnh khắc xuất thần và khả năng tỏa sáng của những ngôi sao, nên một chiến thuật cụ thể nào, mà thi đấu dựa nhiều vào khoảnh khắc xuất thần và... Có cái anh huấn luyện viên hoang dã này chiến thuật cụ thể cái gì hoang dã vô khả năng tỏa sáng của những ngôi sao nên SC rất khó duy trì sự ổn định trong xuyên suốt mùa giải dài hơi, bởi vì không phải ngày nào các tuyển thủ chủ lực cũng đạt trạng thái tốt nhất. Ngoài ra SC cũng hay gặp vấn đề ở khâu giao tiếp trong trận đấu, chủ yếu vì họ thiếu một người thủ lĩnh đúng nghĩa để dẫn dắt. Địa một có thể rất xông xáo với tần suất côn tìm liên tục, tuy vậy những nỗ lực của Quý Sida vẫn chưa đủ sức nặng để lãnh đạo phần còn lại. Celeb với những gì đã thể hiện tại NTCS mùa 2 hoàn toàn có thể là thủ lĩnh của SE. Tuy nhiên trong thi đấu chuyên nghiệp, xạ thủ quốc tế thường rất ít nói để tập trung xử lý kỹ năng và gánh độ. Qua cái đời TCS này thôi, Chen Team bị chú trúng ỉa lên đầu cho rồi, bây giờ nói chi là BCS. BCS, bây giờ vẫn còn giữ cái tôi nha, vẫn còn tự giữ cái tôi cao. Thằng HT đánh được súp bọt ngon chết. Ngon chết, chửi nhỏ. Chửi nhỏ trầm cảm luôn. Lấy cái sự sang trắng nó cái nhỏ đi qua team của tôi với lại team Vũ, nhỏ im lặng, nhỏ chơi game. Nhỏ bị sang trắng, tôi chấn chỉnh rồi xong nhỏ mới mở lên, nhỏ nói. Mà tới lúc đó trễ muộn rồi. Muộn rồi. Không, tôi không có chạy HT. Tại vì... tôi không có chạy HT, tôi chạy cả team. Đội đến VCS mùa xuân 2023, mặc dù giải đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng có thể thấy SBTC Esports đang tiến rất gần đến việc giải quyết những vấn đề đã khiến hai super team trong quá khứ của các bạn. Việc bổ sung một chiếc máy sấy thậm chí còn gắt hơn thầy Ô Liêu là Ngài Ren vào vị trí huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ giải quyết những cái tôi lớn của SE.
Sau sai lầm khi quá thân thiết với tuyển thủ khiến phòng vũ Buffalo tan rã trong quá khứ, ngài Ren sẽ biết làm cách nào để thể hiện uy quyền và sự ổn định nội bộ của SBTC. Đồng thời, sự có mặt của ngài Ren cũng có thể giải quyết vấn đề với lối chơi cho SC. Với kinh nghiệm dày dặn từ thời thi đấu cho Fnatic, ngài Ren nổi tiếng là một người luôn quan trọng anh ta dở. Ấn chọn đầy khoa học và chiến thuật thi đấu trong trận, ngài cũng luôn cố gắng xây dựng thật bài bản nhất có thể cho đội. Đây. Đồng thời, sự có mặt của ngài Ren cũng có thể giải quyết vấn. Nè, bây giờ anh nói với tụi em. Đó, bây giờ nè, nó sẽ bít con này. Bây giờ mình sẽ ban nha. Rồi, đầu tiên nhớ nè. Mình ban con Lila cho anh. Ủa, nó ban con Lila thì mình sẽ ban con Talia. Mình sẽ ban con Talia. Dạ. Mình đánh cho ai? Người Việt Nam. Dạ, mình bít con gì? Mình bít con Ken. Dạ, mình đánh cho Ken. Mình đánh cho Ken. Ok. Mặc dù vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và phong độ của tuyển thủ, nhưng SC còn có thể tin tưởng vào ngài Ren sẽ cải thiện phong cách hoang dã của SC thành lối đánh hoang dã nhiều não hơn. Đây sẽ là lần đầu tiên ngài dẫn dắt nhiều tuyển thủ không do chính tay ngài tạo ra đến như vậy. Ngoại trừ Pellet, tất cả các thành viên của SC phiên bản 2023, đây sẽ là thách thức mà nhiều khán giả FCS đang mong chờ xem ngài Ren sẽ giải quyết như thế nào. Liệu một thuyền trưởng nổi tiếng với khả năng đào tạo trẻ sẽ dẫn dắt những ngôi sao đã thành danh đến thành công ra sao? Về sức mạnh đội hình, với sự có mặt của Slider cái thì kiếp kìa. SC dĩ nhiên không hề. Cái đội hình này là cái đội hình mà gọi là tiếp OC cho thầy Quyền. TH Trung Miu. Hero. Son of Ba. Bakake. Likid dữ liệu Sama. Chỉ có hình thường coi tin đánh Hàn Quốc là đúng nghĩa Hàn Quốc luôn em ạ. Mạnh hơn lên đôi chút về sức trẻ. Sedan cũng đang là một tập thể rất phù hợp với kiểu xạ thủ cần nhiều tài nguyên để gánh đội như Slider. Bộ ba cánh trên gồm Emperor, DNK và Địa, mặc dù nổi tiếng nhờ khả năng carry, nhưng khi cần thiết vẫn có thể chơi tướng chống chịu để phục vụ chiến thuật nuôi chủ lực. Đồng thời Slider cũng nổi danh là xạ thủ có khả năng phôn tim trong thủ đảm bảo gánh đội có, rất tốt. Có cái biện danh xạ thủ Facebook từ cái đội hình này luôn. Vấn đề thiếu người lãnh đạo đã tồn đọng ở SE từ lâu. Nếu cặp đường dưới có thể đảm nhận trọng trách kêu gọi và dẫn dắt thì những khu vực đường còn lại sẽ thoải mái thi đấu với điểm mạnh kỹ năng cá nhân rất cao. Chỉ cần sát thân Emperor hạ cái tồi xuống, DNK đi rừng thay vì đi nhảy và Địa nhanh chóng lấy lại phong độ như xưa. SBTC Esports tại VCS mùa xuân 2023 chắc chắn sẽ là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Đồng thời Dream Team mới của SC còn mạnh được một điểm nữa, đó là khát khao khẳng định lại đẳng cấp từ những ngôi sao đang mở dần. Ngoại trừ Emperor, các tuyển thủ còn lại trong đội Sedan đều là những ngôi sao đã thi đấu chuyên nghiệp từ lâu và đang ít nhiều đánh mất đi phong độ đỉnh cao. Khát khao tìm lại chính mình của họ sẽ là nguồn sức mạnh cực lớn cho đội đua Sedan ở mùa xuân sắp tới. Vừa rồi thì MGN Esports đã đánh giá sức mạnh của SC phiên bản 2023. Theo tôi thì đội hình dạp xiếc gà này khá ngon và thừa sức cạnh tranh cho ngôi vô địch VCS mùa tới. Nếu anh em thấy video này hay hoặc bổ ích thì đừng quên tặng MGN một like. Đấy. Chung còn không thấy gì gọi là ok. Đội hình này thì tôi cũng không gọi là hy vọng nhiều anh em ạ. Giữ nguyên cái đội hình thì cũng chưa hẳn là hy vọng nhiều cho lắm. Nhưng mà cũng phải coi vô giải tụi nó đánh như thế nào. Nhưng với em xe giống như là kiểu đợt mùa trước đó cũng đâu có biết được. Giai đoạn đầu Gam gãy rồi TS cũng SGB cũng gãy rồi TS bay cao trên cả sức hạn rồi xong cuối cùng Gam vẫn thắng. Cho nên tất cả mọi thứ bây giờ câu trả lời đều phải vô giải và đều phải nghe nhạc dắt thì mới biết được ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người thua. Chưa biết được.